Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Tuy nhiên trong số hàng ngàn bông hoa nhỏ xinh kia, vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời éo le, đáng thương. Em Trần Thị Hoài Thương, học sinh lớp 2A6 trường tiểu học Thạch Bằng là một trong số hoàn cảnh đó. Bố bị mù, chỉ làm được những việc lặt vặt trong nhà, sống trong bóng tối nên ngay cả đến đứa con nhỏ của mình cũng không thể chăm sóc chu đáo. Tuy mẹ của Thương có đôi mắt sáng, nhưng không may cả tay và chân đều bị dị tật nên việc đi lại khá khó khăn. Hoài Thương chỉ mới lên 8 nên em chỉ biết phụ việc lặt vặt trong nhà. Em còn quá nhỏ để đặt dấu hỏi cho tương lai của chính mình. Tương lai của Hoài Thương thì bố cũng biết thu nhập có vài chiếu để mà nợ cho mai chứ. Mong cả vai đồng lưỡng của nhà nước có thể về thì bữa cho cháu ăn học đó thì cố thầy bảo là nạp đông có thể bữa thiện để nạp cho cháu. Sách vừa cho cháu nơi nào là cái chuyện cứ đi vái đời của họ đó. Nhân của nhà nước về lại trả cho họ được cưng. Bình quân đông người là làm được gì? Em Trần Đình Thịnh, học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Thạch Bằng. Cha mất sớm, mẹ bị bệnh teo não. Cuộc sống của mẹ con em Thịnh bây giờ chỉ biết nhờ vào gia đình người anh cũng đang rất khó khăn. Cũng đến trường như bao bạn cùng trang lứa ở Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Nhưng em Lê Thị Kiều Anh, học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Bình An Thịnh, đã mất bố từ nhỏ. Mẹ tàn tật lại bệnh thường xuyên, bữa ăn hàng ngày còn vất vả, huống gì những điều kiện khác. Có bữa thì mẹ cho tiền mua ổ bánh mì, có bữa thì ăn cơm, có bữa thì ăn mì tôm. Vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời trẻ thơ ở Lộc Hà đang khốn khó vất vả. Cần lắm những tấm lòng vàng khắp nơi cùng chung tay nâng bước các em đến trường. Trái tim con người Việt Nam.